cụ Ma Bơ. Túi bạc của Jin Van Yen không giúp được gì cho cụ Ma Bơ hết. Bản tính liêm chính khắc khổ một cách trẻ con, cụ không chịu nhận thứ của trời cho đó. Cụ không chấp nhận một ngôi sao từ trên trời rơi xuống lại có thể biến thành những đồng tiền vàng như thế. Cụ không đoán được rằng cái vật trên trời rơi xuống này là do bàn tay của chú Gavro. Cụ đã đem túi bạc lên sở cảnh sát khu phố ký thác nói là mình bắt được, để ai mất của thì đến mà lấy rồi túi bạc bị mất thật. Chả cần phải nói, chẳng có ma nào xin về, túi bạc chẳng cứu giúp cụ được gì. Thế rồi cụ cứ xuống dốc tiếp. Việc trồng chàm thí nghiệm ở vườn Bách Thảo cũng chẳng hơn gì trong vườn của cụ ở xóm Ocelic. Năm trước, cụ thiếu công mụ ở năm nay, chúng ta đã thấy, cụ mắc nợ tiền thuê nhà. Quá hạn 13 tháng, Hiệu cầm đồ đem bán những bản khắc đồng của bộ sách hoa quả xứ câu tơ của cụ mấy hàng xanh chảo đã đem nó đút xong rồi. Những bản đồ khắc động mất đi, không còn cách gì bổ sung bộ sách hoa quả xứ câu tơ bị thiếu trang, cụ cũng đem bán tống cả tranh lẫn sách cho một hàng sách cũ, coi như bản tin thừa. Tất cả sự nghiệp một đời của cụ này không còn lại gì nữa. Cụ ăn vào món tiền bán những bản sách đó. Khi số tiền mọn kia đã hết, cụ không trồng trọt nữa và bỏ vườn hoang từ lâu cụ đã bỏ cái lệ ăn mỗi ngày hai quả trứng và thỉnh thoảng một miếng thịt bò. Cụ chỉ ăn bánh mì với khoai tây. Cụ đã bán hết những đồ gỗ cuối cùng, rồi đến tất cả những đồ dùng mà cụ có hai cái, bất cứ giường chổng, chăn màn, quần áo. Sau đó cụ bán các tập cây cỏ ép, các bức tranh khắc. Nhưng cụ vẫn còn giữ những bộ sách quý nhất, trong đó có những bộ hết sức hiếm, chẳng hạn bộ những bài thơ tứ tuyệt vịnh sử trong Thánh Kinh xuất bản năm 1560, bộ các sách thánh kinh đối chiếu của Pierre Bess, những hoa Marguerite của Marguerite của Ginger La hay có lời đề tặng Hoàng hậu xứ Nava, cuốn sách chức vụ và quyền uy của người sứ thần của Vili Hoffman. Một cuốn thi tuyển do Thái xuất bản năm 1644, một bản ti 1567 với câu màu đầu rực rỡ, Veniti, in Odibook. Manutini Cuối cùng là một bản sách của Dion Laxin ở Lyon năm 1644 trong đó có những ghi chú khảo dị nổi tiếng rút từ bản chép tay 411, thế kỷ 13, của Tòa Thánh Vatican, và những khảo dị lấy ở hai bản chép tay của thành Venice, bản 393 và bản 394, các bản này đã được Henry Etting tham cứu có kết quả lớn. Trong cuốn Lax nói trên còn có những đoạn bằng thổ ngữ xứ Doric chỉ ghi trong bản chép tay thế kỷ 12 lừng danh của Thư viện thành phố Naples cụ ma bơ không bao giờ đốt lửa trong phòng ngủ cứ đến tối là cụ đi ngủ ngay để đỡ tốn tiền mua nến hình như cụ chẳng còn người láng giềng nào khi cụ ra khỏi nhà thì họ lánh mặt và bản thân cụ cũng biết thế trẻ con nghèo khổ được các bà mẹ chú ý chàng thanh niên nghèo khổ còn có các cô thiếu nữ thương hại chứ ông già mà đói khổ thì chẳng có ai đoái hoài trong mọi cảnh quẩn bách đây là cảnh quẩn bách lạnh lẽo nhất tuy vậy cụ ma bơ vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn bản tính hồn nhiên trong sáng trẻ con của mình nhìn vào những quyển sách của mình mặt cụ còn đôi chút sinh khí và cụ mỉm cười mỗi khi ngắm cuốn dion Lacks là quyển chỉ mình cụ có ngoài những đồ dùng hết sức cần thiết cụ chỉ còn giữ mỗi cái tủ kính một hôm bà pluta nói tôi không có tiền mua sắm bữa tối bữa ăn tối bà ta nói là một cái bánh mì với bốn năm củ khoai tây thì mua chịu vậy cụ ma bơ buông gọn cụ cũng biết. Ai còn dám bán chịu cho tôi nữa? Cụ bèn mở tủ sách ra nhìn khắp một lượt hết quyển này đến quyển kia, tần ngần gia dẳng chẳng khác gì một người cha vì bắt buộc phải hy sinh một đứa con của mình nên nhìn các con trước khi chọn. Hai giờ sau, cụ trở về dưới nách không cấp sách nữa. Cụ đặt ba mươi xu lên bàn và nói, đem đi mua đồ ăn. Từ hôm ấy trở đi, bà Pluta thấy một tấm màn u ám phủ lên vẻ mặt hồn nhiên của ông già, và không bao giờ kéo lên nữa hôm sau hôm sau nữa rồi hôm nào cũng thế lại cứ phải diễn lại cái trò ấy ông cụ ra đi với một quyển sách và trở về với ít tiền bọn buôn sách cụ thấy cụ túng bấn phải bán nên chỉ trả hai mươi xu quyển sách cụ mua những hai chục răng đôi khi người mua lại chính là người đã bán và cứ từng quyển một như vậy lần lượt tất cả tủ sách biến đi đôi khi cụ nói ta đã tám mươi tuổi rồi hình như trong thâm tâm cụ thầm ước được sống hết ngày trời trước khi bán hết sách trong tủ. Nỗi buồn ngày càng tăng. Chỉ có một lần cụ vui. Hôm ấy cụ ra đường với quyển sách của Robert Estin, bán được 35 xu ở bờ sông Malakui, và cụ trở về với một quyển sách của Ander giá 40 xu cụ vừa mua ở đường Grace. Cụ hớn hở khoe với bà Pluta, hôm nay tôi nợ 5 xu. Hôm ấy cụ nhìn đói. Cụ vốn có chân trong hội trồng cây trong hội người ta biết cụ túng thiếu chủ tịch của hội đến thăm cụ hứa sẽ trình bày với bộ trưởng bộ nông thương nghiệp và đã trình bày thật ông bộ trưởng kêu lẽ nào lại để như vậy tôi biết chứ một nhà bác học lão thành một nhà thực vật học một ông già hiền lành ta phải giúp ông ta mới được hôm sau cụ nhận được thiếp mời dự tiệc tại nhà bộ trưởng cụ mừng quá vừa khoe tờ thiếp với bà pluta vừa run Chúng ta thoát nạn rồi. Đến ngày hẹn, cụ tới dinh bộ trưởng. Cụ nhận thấy cái cravat nhàu nát, bộ quần áo cũ kỹ và đôi giày đánh bóng bằng lòng trắng trứng của mình làm bọn lính hầu ngạc nhiên. Không ai hỏi cụ, kể cả bộ trưởng. Đến khoảng 10 giờ tối, trong khi vẫn chờ đợi một lời hỏi thăm, cụ nghe tiếng bà bộ trưởng, một người đàn bà xinh đẹp mặc áo hở cổ mà cụ không dám đến gần. Bà ta nói, "Cụ già kia là ai vậy?" Nửa đêm cụ đi bộ về nhà dưới trời mưa tầm tã lúc đi dự tiệc cụ phải bán một cuốn ljv để trả tiền xe ngựa đêm nào trước khi đi ngủ cụ cũng quen đọc vài trang cuốn dion lax của cụ cụ khá sành tiếng hy lạp đủ để thưởng thức những điểm đặc biệt trong văn bản sách đó cụ không còn thú vui nào khác mấy tuần trôi qua đột nhiên bà pluta lăn ra ốm không có tiền mua bánh mì đã buồn lắm rồi không có tiền mua thuốc lại càng buồn hơn. Một tối, thầy thuốc kê một thứ thuốc đắt tiền quá. Rồi thì bệnh tình trở nặng cần phải có người săn sóc. Cụ Ma Bơ mở tủ sách. Không còn gì nữa. Quyển sách cuối cùng đã bán rồi, chỉ còn đọc quyển Dion Lass. Cụ cấp cuốn sách đọc bản đi ra. Đó là hôm mồng 4 tháng 6 năm 1832. Cụ đến cửa sen dắt, vào hàng sách Royal, nay người khác kế nghiệp và trở về với 100 franc. Cụ đặt cọc bạc gồm 20 đồng năm franc lên cái bàn ở đầu giường bà ở già rồi về phòng riêng, không nói một lời. Sáng hôm sau, từ trạng đông cụ đã ra vườn ngồi trên cái trụ đổ. Đứng ngoài đường, nhìn qua hàng rào, người ta có thể thấy cụ ngồi cúi mặt suốt cả buổi sáng, đôi mắt thẫn thờ nhìn những luống hoa khô héo. Chốc chốc trời đổ mưa, nhưng hình như cụ không biết. Đến xế, nghe có những tiếng kỳ lạ vang dội trong thành paris hình như có tiếng súng và có đông người hét cụ ngẩng đầu lên thấy một người làm vườn đi qua bèn hỏi cái gì thế người làm vườn vai vác mai trả lời điềm nhiên khởi nghĩa thế nào khởi nghĩa a à? phải người ta đánh nhau tại sao người ta đánh nhau chao nào ai biết ở đâu thế phía xưởng quân khí Cụ ma bơ vào nhà cầm mũ Quen như mọi hôm, cụ cũng tìm một quyển sách để cấp đi, nhưng không còn quyển nào nữa Cụ nói, từ nhĩ Rồi vẽ nhớ nhơ nhớ nhát, cụ ra đường